Trời thì nóng bỏ bố ra. Tự nhiên mày quàng khăn làm gì? Mày không thấy nóng à? Ừ, khăn mỏng mà. Với lại tao bị cảm hay sao ấy, cứ thấy lạnh lạnh. Chán mày đang đổ mồ hôi kìa. Mày đang làm cái gì đấy? Thằng cha đấy nó lại nổi điên rồi đánh mày à? Không, tao bị dị ứng thôi. Mày cứ nhu nhược như thế á, sống thì khổ suốt đời thôi. Mày bị điên à? Có gì đâu mà khổ. Tao lấy được chồng giàu sang, để còn sẵn sàng giúp đỡ nhà vợ khi cần nữa. Tao thấy tao còn may mắn hơn khối người đấy. Một ông chồng bạo lực, một ông anh bất tài không có tình nghĩa. Mày may mắn quá. Bọn họ cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Mày đừng có vội phán xét. Tao không hiểu là mày hiền lành thật hay là mày ngu đần nữa. Không đi với mày cũng nói, mà đi với mày lại nói nhiều hơn. Cứ như thế này á, lần sau tao không đi nữa đâu. Thôi được rồi, tao sai, mày đúng tất. Tao biết là mày quan tâm, lo lắng cho tao. Thế nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mày không hiểu được hoàn cảnh nhà tao đâu. Cứ kệ tao đi. Thôi được rồi, từ nay về sau tao sẽ kệ mày. Không nói nữa, uống nước đi. Vào đi. Hùng à, lâu không gặp ấy, chú khỏe không? Anh đến đây làm gì? Thì lâu chẳng thấy chú qua thăm anh sang thăm chú thì có gì đâu mà. Tôi còn lạ gì anh nữa mà bày tròn. Thế nhưng làm anh thất vọng rồi. Tiền của tôi ấy, vừa phải đầu tư làm ăn, hiện không còn. Công ty chú lớn thế này, đầu tư cái gì nữa. Người vô dụng, bất tài như anh thì hiểu gì mà hỏi. Chú nói cũng đúng đấy. Thế nhưng tuần sau liệu chú... Thôi anh về đi, để tôi xem thế nào đã. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu anh còn làm phiền tôi thì từ nay tôi sẽ không gặp anh nữa đâu. Được rồi. Chú bình tĩnh. Anh về giờ đây. Anh ta lại đến tìm anh làm gì đấy? Thì còn chuyện gì ngoài tiền nữa. Anh ấy dễ dãi nó vừa thôi. Tiền chứ có phải lá mít đâu, mà thích cho ai mượn là mượn thế. Đáng bao nhiêu đâu, xem như là mình bố thí. Em thì thiếu thốn, hết cái này đến cái kia, mà có bao giờ anh để ý đâu. Toàn đem tiền cho mấy thành phần chẳng ra gì. Em chả hiểu em là gì của anh nữa. Anh xin lỗi, để lát anh chuyển tiền cho em nhé. Vậy còn được. Anh làm gì đấy? Đang ở công ty mà. Công ty của anh, ai dám làm phiền, anh đuổi thẳng cổ. Anh, cười đấy. Xin lỗi đã làm phiền. Cô đến đây làm gì? Em đi gặp cái Tuyết có chút việc, sẵn tiện qua thăm anh. Tôi đã bảo cô thế nào, làm vợ của tôi thì nên an phận nội trợ, cấm quan tâm đến những chuyện khác cơ mà. Em chỉ muốn hỏi xem anh có về ăn cơm hay không thôi. Cô thích cãi tôi đúng không? Không ạ. Vậy cô về đi được rồi. Cô bị điếc à? Vâng. Vợ con gì chán thế, thở một tí đòi quản lý chồng. Anh là anh quá dễ dãi rồi đấy. Kệ xác cô ta đi, em quan tâm làm gì. Mà em thấy anh có ưa gì cô ta đâu. Sao ông ly dị đi cho xong. Nhiều chuyện em không hiểu được đâu. Vâng, đối với anh em có là cái gì đâu mà hiểu. Ngày xưa anh khó khăn lập nghiệp, cô ấy đã giúp anh nhiều. Giờ anh được như thế này, anh mà bỏ cô ấy thì thiên hạ sẽ đánh giá anh thế nào. Còn cả các đối tác khác nữa. Làm gì có ai muốn hợp tác với một người vong ân bội nghĩa, đúng không? Người khác đánh giá anh thế nào. Vâng, thế thì để em mang tiếng con giáp thứ 13 suốt đời vậy. Em yên tâm đi, tình trạng này sẽ không kéo dài được lâu đâu. Anh đến đây tìm em có việc gì? Tao phải hỏi mày mới đúng đấy. Gần đây mày sống thế nào mà để thằng Hùng nó khó chịu như vậy? Anh lại đến tìm anh Hùng để xin tiền à? Hết cách rồi. Giờ tao làm gì ra tiền nữa đâu. Em chán anh thật đấy. Công ty của bố mẹ để lại chỉ có mấy năm thôi mà anh phá không còn một cái gì cả. Đã vậy còn không tu trí làm ăn mà gây dựng lại đi. Suốt ngày chơi bời. Em không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Mày câm mồm. Mấy cái đứa đàn bà đái không qua ngọn cỏ chứ chúng mày biết cái gì mà nói. Vậy anh cứ dựa dẫm vào em làm gì? Chẳng qua là tao khó khăn thôi. Khi nào có tao khắc trả lại. Anh cứ như vậy thì bao giờ mới có? Anh có biết cuộc sống của em khổ thế nào rồi không? Lấy được chồng giàu, nhà cao cửa rộng, may mà khổ thì còn ai sướng nữa. Anh đi về đi. Từ nay đừng có đến tìm tôi nữa. Con danh này, mày vừa nói cái gì đấy? Anh làm ơn nhặt cái tự trọng của anh về đi có được không? Mày cơm mồm. Em út thì mất dạy. Mày dám xem thường tao à? Anh quá đáng vừa thôi. Anh trai như phụ mẫu. Tao nói mày phải nghe, cấm cãi. Mày liệu hồn mà hầu hạ thằng Hùng cho tốt, kẻo nó cắt viện trợ là tao chết đấy. Lúc đó tao cũng không tha cho mày đâu. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Bình tĩnh. Làm gì mà căng thẳng thế? Có gì thì cô nói nhanh đi. Tôi còn nhiều việc phải làm. Bận thế cơ à? Bận những cái việc lau nhà, quét nhà, rửa bát, mấy cái việc cho bọn hạ đẳng đấy đúng không? Cô ngang nhiên cặp với chồng của tôi, còn gọi tôi ra đây để gây sự. Cô là cái loại người gì vậy? Hóa ra chị cũng biết rồi à? Tôi lại cứ tưởng chị giả ngu. Nếu cô không vào thẳng vấn đề thì tôi đi về. Làm gì mà vội vàng thế? Xấu xí, lôi thôi, bần hàn quá nên không dám đối diện với tôi à? Này, cô quá đáng vừa thôi. Cô! Đây, giỏi thì tát đi. Chủ động ly dị với anh Hùng đi. Nếu không lần sau gặp ấy thì không đơn giản như thế đâu. Sao chị dám đánh tôi? Mày bình tĩnh đã. Chị mà còn đánh nữa tôi sẽ mách anh Hùng đấy. Trên đời này tại sao lại có loại tiểu tam khốn nạn như mày chứ? Con Vân nó hiền quá nên mày trèo lên đầu lên cổ nó cưỡi đúng không? Đã vậy á, hôm nay tao tắt cho mày rụng hết răng. Mày bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh cái gì? Mày ngu như con lừa ấy. Mày thử nhìn xem, cả cái thiên hạ này có đứa nào ngu như mày hay không? Bị tiểu tam tìm đến tận nơi bắt nạt, thế mà không dám phản kháng. Mày, đầu óc mày có vấn đề à? Chị cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mày có giỏi thì mày đứng lại đấy. Lần này lại to chuyện rồi. Giỏi ạ, đầu óc mày kiểu gì đấy hả Vân? Tao đã bảo mày kệ tao rồi mà. Tham gia làm gì cho to chuyện. Tao đến chịu mày đấy. Hai người đang làm cái trò gì trên giường của tôi vậy? Anh, cô ta lớn tiếng với mình kìa. Anh làm gì đi? Cô cút ra ngoài đi. Bên ngoài anh lăng nhăng như thế nào cũng được, anh đối xử với tôi ra sao tôi không bận tâm. Nhưng mà tại sao hai người lại làm cái trò bẩn thỉu ngay trong phòng của tôi mà vẫn thản nhiên như vậy? Cô vừa nói cái gì cơ? Tôi nhìn anh đủ lắm rồi. Không nhịn thì cô định làm gì? Cuối cùng tôi đã làm gì có lỗi mà anh đối xử với tôi như vậy? Chả làm cái gì cả. Tôi chán cô rồi. Thấy ngứa mắt nên ghét thôi. Anh đúng là đồ khốn nạn. Cầm mồm. Anh không đưa cô ta ra khỏi đây tôi không câm. Kìa anh làm gì đi chứ? Chả lẽ chịu thua cô ta à? Cô không muốn rời khỏi đây chứ gì. Vậy thì ở lại xem trò vui đi. Thầy ơi, bỏ ra, bỏ ra. Mày tỉnh rồi à? Mày bị chó chặt quá nên là bị tụ máu, không cử động được đâu. Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cuối cùng thì tao làm gì nên tội chứ? Cái tội lớn nhất của mày là hiền lành, nhu nhược đấy. Lần này mày phải đưa cái thằng khốn nạn đấy ra tòa. Cái tội bạo hành như thế này đủ để ngồi tù đấy. Em gái, tỉnh rồi à? Anh đến đây làm cái gì? Mày toàn hỏi vớ vẩn. Tao đến thăm em tao chứ làm gì? Mày tỉnh rồi thì tốt, nghỉ ngơi cho khỏe rồi về nhà đi. Không thằng Hùng nó không thấy đâu, giận lên lại khổ. Anh có phải là anh trai của tôi không? Mày bị tổn thương não à? Tao là anh mày đây chứ ai? Anh cút đi. Con này, mày vừa nói gì vậy? Ông có đi về hay không? Hay là để tôi lấy xẻng xúc ông ném vào thùng rác? Mày có quyền gì? Nếu như mà ông ở đây thì ông thanh toán tiền viện phí. Tao làm gì có tiền. Được rồi, tao đi. Tại sao số của tao lại khổ như vậy? Mày bình tĩnh, khỏe lên rồi ly dị đi. Làm lại. Mày học hành tử tế, lại còn trẻ, lo gì. Anh này, công ty mình bây giờ cũng lớn mạnh rồi. Hay là mình đầu tư bất động sản đi. Mấy cái đấy không rành lắm. Với cả bất động sản bây giờ cũng nhiều rủi ro lắm. Rủi ro là rủi ro thế nào? Bất động sản chưa bao giờ hết hot cả. Nó chỉ rủi ro với những người mà thiếu kiến thức, kém hiểu biết và thiếu mối quan hệ thôi. Nói vậy là em có mối quan hệ nào à? Em thì không. Nhưng mà bà chị họ em thì có. Bà ấy quan hệ tốt với mấy ông bên sở tài nguyên lắm. Mình mà đầu tư cùng với bà ấy thì không có gì phải sợ cả. Em nói thật chứ? Mình cưới nhau mấy năm rồi, bây giờ ngồi chung một con thuyền. Anh nghĩ em lừa anh à? Anh không có ý đó. Thế nhưng mà chị em kia kìa. Được. Nếu mà anh vẫn còn nghi ngờ thì để mai em hẹn bà ấy đi ăn, xong rồi có gì anh trao đổi trực tiếp nhé. Được, vậy là tốt nhất. Anh cũng muốn nắm rõ thêm tình hình. Vâng. Lên chứ trưởng phòng rồi, cần gì phải làm việc cuồn quật như thế. Đi uống nước đã. Vẫn còn thua mày dài lắm. Nếu như mày vào làm cùng lúc với tao thì chắc gì chức giám đốc đó là của tao. Mày sao vậy? Tao định nghỉ việc để gây dựng lại công ty. Bây giờ tao cũng có vốn rồi, chờ ông Nam chắc không ổn. Nếu như mà ông ấy tử tế mày đã không đến nông nỗi này. Mong chờ cái gì nữa. Cảm ơn mày vì tất cả. Nói vậy là thế nào? Mày định xa tao thật à? Tao nộp đơn rồi. Nếu thế thì tao cũng nghỉ. Tao sẽ giúp mày. Mày đừng có mà làm như thế. Ở đây mày có khác gì vua chúa đâu. Theo tao làm gì cho khổ. Nếu như mà không có bố mẹ mày chiếu cố, chắc gì đã có tao của ngày hôm nay. Cuộc sống này có những thứ không phải cứ có tiền bạc là mua được đâu. Em nói đi, tại sao lại như vậy? Nói gì ạ? Khu đất đó thuộc dự án quy hoạch của thành phố. Tại sao em lại không biết? Hay là em đã cố tình chơi đều anh? Quy hoạch thì vẫn là của mình mà, có mất đâu mà anh cứ lo. Em bị điên đúng không? Đất quy hoạch là đất chết, còn tiền của anh là tiền sống. Tiền vay đến quá nửa đấy. Thì đợi quy hoạch xong mình vẫn có tiền cơ mà. Em không có não à? Em bắt anh chờ đến bao giờ? 10 năm, 20 năm hay là 30 năm? Trong khi lãi anh vẫn phải trả đều. Em bảo anh phải sống kiểu gì? Nghiêm trọng vậy á? Thế nhưng mà em nghe chị ấy bảo nhanh lắm mà. mà còn có cả thông báo đấy thôi. Giờ này vẫn còn chưa hiểu à? Tất cả là do bà chị em dàn dựng thôi. Kể cả cái thông báo chết tiệt đó nữa cũng là giả đấy. Trời ơi, sao tôi lại ngu thế này? Vân à, giờ này em khỏe chứ? Anh Nam ạ. Thằng kia, mày muốn chết à? Anh sao anh lại có ô tô à? Xe của em gái tao. Giới thiệu với mày, em gái tao giờ đã là giám đốc, tao là lái xe cho nó. Oai chưa? Giám đốc á? Tao thật ngu khi gả em gái tao cho mày. Tao mà giữ nó lại thì giờ công ty nhà tao đã vươn tầm thế giới rồi. Tao cảnh cáo mày, tránh xa em gái tao ra. Mày mà có ý đồ gì á. Anh nói nhảm cái gì đấy? Mình đi thôi. Tuân lệnh giám đốc.